Ngay từ đầu thì bác sĩ Phạm Hưng Củng và thạc sĩ Phan Đăng Bình thì cũng có nói là xơ vữa động mạch thì nó không có những cái dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu dành cho người bệnh. Vì vậy mà dẫn tới một cái tình trạng là bệnh thì tiến triển âm thầm cho đến khi các mảng xơ vữa lớn dần, lớn đến mức mà có thể cản trở rồi gây tắc nghẽn hoàn toàn cái dòng chảy của máu trong động mạch của chúng ta. Vậy thì hai chuyên gia có thể chia sẻ một chút với những người bệnh của chúng ta là làm thế nào ạ? Có một cái sự cảnh báo nào hoặc là một cái lời nhắc nhở nào đấy không để họ có thể nhận biết được là mình đang gặp phải những vấn đề về cholesterol cao cũng như là xơ vữa động mạch ạ? Dấu hiệu của xơ vữa động mạch não chẳng hạn thì sẽ gây ra cái đau đầu này, chóng mặt, thiếu máu này. Đấy, đây là cái khó ngủ, cái mất ngủ. Còn ví dụ như về động mạch vành chẳng hạn thì sẽ có các cái dấu hiệu ví dụ đau, nhói, tức ngực. Thứ hai nữa là trên cái nền mà ví dụ những người mà uống rượu bia nhiều hoặc là những người mà hút thuốc lá. Đấy thì chúng ta có những cái thói quen như thế và cộng với những cái dấu hiệu đó thì chắc chắn là nó báo hiệu cho chúng ta những cái dấu hiệu về xơ vữa động mạch hoặc là xơ vữa động mạch ở động mạch chi chẳng hạn thì sẽ có cái thiếu máu ở chi thì nó gây ra cái hiệu triệu chứng ví dụ đau rồi là đi cà nhắc chẳng hạn.